Đây là quá trình chúng tôi thiết kế mẫu tranh vua Lê Lợi trả gươm cho Du Thần. Trên cái bức tranh này thì bố cục chính là thuyền rồng, trên đấy có vua, các vị quan và có rùa thần đang trôi lên trên các cái cuộn sóng để lấy lại kiếm của vua. Và đặc biệt là ở trên bức tranh này thì có các cái điểm nhấn khác như là cụm hoa sen ở rất gần, biểu tượng cho tinh thần yêu nước và cái mong ước hòa bình của dân tộc Việt Nam. Điểm nhấn thứ hai đó chính là biểu tượng núi Ba Vì, mà khi đứng từ thủ đô Hà Nội nhìn về hướng Tây Bắc là sẽ nhìn thấy núi Ba Vì. Chúng tôi cũng đưa lên trên bức tranh này như là một biểu tượng. Và biểu tượng thứ ba chính là đàn chim lạc đang bay cùng hướng với thuyền rồng của vua.